Chào các bạn, mình xin hướng dẫn các bạn học Access theo cái bộ giáo trình của mình. Những phương pháp mà chúng ta học làm sao để cho nó hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là sử dụng được Access hỗ trợ cho công việc của mình. Mình có upload một loạt clip ở trên đây rồi. Các bạn có thử khóa là Access hay là vậy thì bộ nó sẽ lên trên đây và mình sẽ video này nó sẽ nằm đầu tiên là trong clip của mình, trong cái list của mình. Chào mừng nay các mình bạn sẽ đến tiếp với tục bài một học đầu bài tiên giống trong như là giáo chẳng trình hạn bài Access hay chẳng là hạn. Bài số 4, hôm nay chúng ta sẽ học về relationship. Rồi chúng ta sẽ ghim cái clip này ha ở góc góc bên phải Cách màn tạo hình này relationship như thế nào? để chúng ta tiện theo dõi và vừa theo dõi và vừa thực hành luôn. Rồi chúng ta sẽ mở Access lên để thực hành ha. Ví dụ như thế này. Ví dụ như thế này. Các bạn coi một lúc, sau đó các bạn dừng lại. Dừng lại để chúng ta thực hiện thao tác đấy, thì như vậy chúng ta sẽ tiếp thu nó nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bây giờ chỗ này có cái bản sản phẩm này mình chưa tạo mối quan hệ này, chi tiết là quan hệ một nhiều bản chính là bản sản phẩm mà quan hệ chi tiết ba cái thuộc tính này thì trong chương trình mình có đề cập ba thuộc tính này, nhưng mà là muốn hiểu sâu hơn rõ hơn thì chúng ta có thể đọc giáo trình chúng ta sẽ sâu sắc vấn đề hơn đó. Thì cách cách học như vậy, chúng ta vừa xem khúc khi mà bạn cập nhật cái dữ liệu ở trong cái bảng bảng một đấy thì cái bảng quan hệ nó cũng thay đổi theo. Khi bạn xóa dữ liệu trong bảng một đấy thì bảng quan hệ nó cũng bị xóa theo. Rồi, chúc các bạn học tốt nhé.